Trong dự thảo chỉ thị mới, thành phố Hồ Chí Minh cho phép mở cửa nhiều hoạt động với yêu cầu cụ thể về vắc và xét nghiệm. Tuy nhiên bên cạnh đó, một số hoạt động tiếp tục dừng vì có khả năng lây nhiễm cao. Vừa qua, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình vừa ký văn bản khẩn gửi các quận huyện trên địa bàn thành phố đề nghị góp ý dự thảo chỉ thị về điều chỉnh các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19 và phục hồi kinh tế xã hội. Theo dự thảo, từ 0 giờ ngày mùng 1 tháng 10, Thành phố Hồ Chí Minh từng bước nới lỏng giãn cách xã hội, tương ứng với cấp độ được đánh giá theo hướng dẫn tạm thời, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả về dịch của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống Covid-19. Dự kiến cho hoạt động sản xuất, kinh doanh được tổ chức ngoài trời, trong nhà, hội họp, tập huấn, hội thảo, tập trung tối đa 10 người, 50 người nếu 100% người tham gia tiêm đủ 2 liều vaccine hoặc khỏi Covid-19 tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh sử dụng toàn bộ lao động trực tiếp, có thể xanh COVID-19, được tham gia các hoạt động với điều kiện đảm bảo phòng chống dịch của ngành y tế và các bộ tiêu chí đánh giá an toàn trên các lĩnh vực. Trong đó, đang chú ý, các hoạt động tiếp tục tạm dừng gồm hoạt động kinh doanh có khả năng lây nhiễm cao như quán bar, spa, massage, dịch vụ làm đẹp, dịch vụ ăn uống tại chỗ, dạp chiếu phim, vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử các sự kiện, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, meeting, lễ phát động, trừ các trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động. Hoạt động bán hàng rong, vé số dạo, hoạt động của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khác, trừ các trường hợp được cho phép hoạt động. Đặc biệt, thông qua dự thảo, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân tuân thủ thực hiện 6 biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị, những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh COVID-19 sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại